Trấn Thành mừng sinh nhật tuổi 33 bằng bộ ảnh Hoàng cung chất lừ. Kiểu mừng sinh nhật đặc biệt của Trấn Thành bên cạnh bà xã cùng những người bạn thân thiết khiến nhiều người thích thú. Trấn Thành đã bước sang tuổi 33 với nhiều thành công không thể chối cãi. Mới đây, nam danh hài cùng với bà xã Hari Won cùng những người bạn thân thiết của mình như Trúc Nhân, Lê Giang, Ali Hoàng Dương đã có chuyến du lịch Hàn Quốc mừng sanh thần của mình. Hình ảnh của chuyến đi cũng khiến nhiều người thích thú. Hôm nay là ngày Asin bước sang tuổi 33. Trên trang cá nhân của mình, nam danh hài chia sẻ bộ ảnh chất lừ được chụp tại Hàn Quốc cùng lời chúc mừng bước qua tuổi mới ngày càng thành công hơn nữa. Sanh thần thứ 33 rồi đó, già tới nơi rồi, năm nay thành công hơn nữa để giúp đỡ nhiều người hơn nữa nha Xin. 1000 kế hoạch phải thực hiện, cố lên nào, chạy thôi, nam danh hài chia sẻ. Đi kèm đó là bộ ảnh được chụp tại Hàn Quốc với bộ trang phục xứ sở Kim Chi. Nhiều lời chúc cũng đã được gửi tới nam MC tài hoa của showbiz Việt. Trước khi bước qua tuổi 33, web drama Bố già của Trấn Thành đã thực sự ra mắt và thành công vang dội. Nhiều người nói rằng đây chính là món quà sinh nhật lớn nhất mà Trấn Thành tự tay dành tặng mình. Luôn được biết đến là nam MC, danh hài đình đám nhất của showbiz Việt. Sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Trấn Thành đến nay vẫn được khán giả dành nhiều sự yêu thương ủng hộ bởi sự đa tài ở mọi lĩnh vực mà anh tham gia. Từ một chàng trai không có gì trong tay đến nay ở tuổi 33, Trấn Thành có mọi thứ mà nhiều người mong ước từ địa vị, danh tiếng, sự nghiệp cho đến một gia đình viên mãn.